Sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình giao lưu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, người Hưng Yên góp công. Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục người dân, cán bộ, học sinh về truyền thống lịch sử yêu nước, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và những đóng góp của nhân dân Hưng Yên đối với chiến dịch này. Âm vang Điện Biên và tri ân những hy sinh gian khổ 70 năm trước được thể hiện thông qua các ca khúc cách mạng hào hùng, những phóng sự, lời kể của các nhân chứng lịch sử là những cựu chiến sĩ cách mạng đã cùng đồng đội tham gia 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, làm nên một chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là công sức, là máu xương của quân và dân cả nước, trong đó có Hưng Yên với hàng nghìn người con trực tiếp tham gia lực lượng bộ đội chủ lực, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu nơi vùng trời Tây Bắc và chia lửa với tiền tuyến ở quê nhà qua hàng trăm trận đánh, phá hủy đường tiến công, tiếp vận của quân địch. Hôm nay thì đã được gặp các hội cựu chiến binh là đồng đội của chúng tôi, thì phải nói là chúng tôi hết sức phấn khởi. Chúng tôi là những người tham gia chiến đấu, bảo vệ đất nước. Đất nước này tương lai muốn sánh vai với cường quốc Nam Châu thì phải nhờ vào các cháu. Thông qua những lời chia sẻ của các nhân chứng lịch sử đã mang đến cho các bạn trẻ, những người được sống trong thời bình, nhiều cung bậc cảm xúc về một thế hệ tiên phong đi trước, những người con Hưng Yên đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập tự do cho non sông nối liền một dải. Cảm xúc bây giờ vẫn là xúc động và bồi hồi khi mà được nghe lại những năm tháng chiến tranh trong lịch sử. Chúng em thêm nhiều bài học bổ ích và được gặp mặt trực tiếp những nhân chứng sống, những con người đã góp công vào cái chiến tích lịch sử của dân tộc ta cách đây 70 năm trước. Từ đó thì càng thêm yêu, thêm trân trọng những công lao to lớn của các ông đã đóng góp và xây dựng nền hòa bình cho chúng em ngày nay. Thực sự những cái tư liệu mà Đài Truyền hình Hưng Yên mang lại cho các thầy cô cũng như các em học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên là những tư liệu rất là đáng quý. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều chương trình như thế này để giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc của các em học sinh thế hệ trẻ trong cái sự nghiệp tiếp bước cha ông để bảo vệ nền độc lập cũng như xây dựng đất nước. Chương trình là sự tổng hòa kết hợp giữa các phóng sự, giao lưu nhân chứng lịch sử và các tiết mục nghệ thuật đa sắc được thể hiện bởi tập thể nghệ sĩ, diễn viên, đội văn nghệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.